chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn để tiếp tục chia sẻ đến khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn biệt thự phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn biệt thự mà phố mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến quý hàng. Cũng như căn biệt thự này thì đang có diện tích là ngang 7,5m và chiều sâu căn nhà lên đến 20m và được anh chị nhà đúc kiên cố 1 trệt và 2 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi. Mình có thể để được 2 cái vào bên trong căn nhà, với một cái ở phía bên trong gara xe và một cái ở phía bên ngoài sân của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế để 2 chiếc xe hơi, cũng như mình sẽ có khoảng sân ở phía trước để mình đi để xe gắn máy. Cũng như căn nhà này thì đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm rồi, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị chủ nhà để lại cũng như tặng lại hết cho khách hàng. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà. Căn nhà mình thì được xây theo mẫu nhà hiện đại rất là đẹp. Phía ngoài mình có những cái có bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt và một cái mảng tường được anh chị nhà ốp mình những cái gạch xi măng và hàng cây xanh ở phía bên ngoài. Ở đấy anh chị nhà trồng rất là mát. Với căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹp thuộc đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và một con hẻm trước nhà, một hẻm xe hơi thông khu biệt thự, và đây là con đường ở phía trước căn nhà. Và con đường dẫn ra đường trục chính đường Lê Đức Thọ. Một căn nhà nằm trên một con hẻm cũng như một con chỉ cách đường trục chính tầm cỡ khoảng độ 20 đến 25 mét thôi. Với con đường ở phía trước căn nhà rất là rộng và rất là thuận tiện để khách hàng mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Và bây giờ mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm này. Và chỉ với giá 16 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía ngoài sẽ có một cái mảng cây xanh để dịu nhà trồng trang trí rất là đẹp. Và một bên mình sẽ có một cái cổng 4 cánh để di chuyển vào bên trong căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì rất là dài để mình để xe hơi và xe gắn máy. Phía trước khoảng không gian phòng khách thì mình cũng có một cái khoảng sân rất là rộng để mình có thể ra bên ngoài vui chơi cũng như trồng cây. Và đã được anh chị nhà trồng cho mình một cái cây xanh ở phía trước rất là đẹp, với một cái tán cây xanh rất là mát. Với căn nhà được thiết kế góc hai mặt tiền, và khu vực góc hai mặt tiền này thì anh chị thiết kế để làm gara để xe hơi, thì mình có thể để được một chiếc vào bên trong gara xe và một chiếc ở phía bên ngoài rất là rộng rãi và rất là thoải mái. Cũng như khoảng sân ở phía trước này thì mình có thể để được rất là nhiều xe gắn máy. Và di chuyển vào khu vực bên trong gara xe thì mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn ở phía bên ngoài để bảo vệ cho cái gara xe ở bên trong, và có lối đi vào khu vực không gian phòng khách cũng như khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực gara xe để di chuyển lại khu vực không gian phòng khách để cho khách hàng tham quan. Và với căn nhà đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Một căn nhà nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và là căn nhà được các chị chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Như di chuyển vào khu vực không gian phòng khách phía trước của căn nhà thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng gỗ cam xe rất là bền và rất là đẹp. Và mình có những cái mảng trần được ốp gỗ trang trí rất là đẹp, với một cái sảnh cũng như hành lang ở phía bên ngoài, và với bộ cửa 4 cánh và 2 cánh lớn 2 cánh nhỏ. Bên trong là khu vực không gian phòng khách căn nhà.
Thì căn nhà mình với bề dài không gian phòng khách rất là rộng, được anh chị nhà đóng sẵn cho mình, có những cái kệ để mình có thể để sách vở cũng như di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và hai bên tường thì được anh chị nhà ốp nhựa giả gỗ cao lên kín tường, rất là sạch, rất là đẹp, cũng như có một cái đèn chùm và một cái tivi phải đến tầm khoảng 75 đến 80 inch. Và ở bên trong thì mình có những cái đồ dùng đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Với khu vực cầu thang thì trụ thang, tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe, và bên trong là khu vực không gian phòng bếp thì căn nhà mình đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Khoảng không gian phòng bếp thì mình sẽ có một cái một bộ bàn ăn 6 ghế, tủ bếp kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp, và có một cái khoảng sân ở phía sau để mình ra bên ngoài vui chơi hóng mát, trồng cây ở phía sau căn nhà. Đặc biệt căn nhà mình thì sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt này, rất là thuận tiện để mình có thể sử dụng cho gia đình có người lớn tuổi hoặc là người hạn chế đi lại thì rất là tuyệt vời. Với căn phòng rất là rộng, được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và có cửa sổ để mở ra khu vực khoảng sân ở phía sau của căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng phòng ngủ ở dưới tầng trệt của căn nhà, với một căn nhà được thiết kế phòng ngủ rất là đẹp, được các chị nhà full nội thất và chỉ với giá hơn 16 tỷ một chút xíu. Thì quý khách hàng đang xem video cũng như đang muốn sở hữu cho mình một căn biệt thự phố được xây dựng theo mẫu nhà hiện đại, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem. Đây là khu vực không gian phòng khách cũng như phòng ngủ và phòng bếp ở dưới tầng trệt của căn nhà, và mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau. Khoảng không gian phòng khách thì mình có khu vực để tủ lạnh khá là rộng, mình có thể để tất cả các loại tủ lạnh vào bên trong căn nhà, và một cái khoảng sân ở phía sau căn nhà. Thì khoảng sân này được anh chị nhà thiết kế để chống cũng như chỉ sử dụng một cái nhà vệ sinh thôi. Phía bên trên thì được anh chị nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng, với khoảng sân này có bề ngang lên đến tầm cỡ khoảng độ 7,5 m và bề dài khoảng 2 m. Thì anh chị đang để trống và đang để một số đồ lặt vặt bên trong căn nhà. Và với một căn nhà được anh chị chủ nhà xây dựng mới hoàn toàn và được thiết kế tặng kèm full nội thất, thì quý khách hàng đang xem video cũng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà có công năng sử dụng lên đến 6 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh và có khu vực để 2 gara để xe hơi, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem. Và đặc biệt căn nhà mình thì có phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Di chuyển lên khu vực sảnh bên trên, mình cũng có hành lang và có một cái khoảng sảnh ở từng lầu để mình có thể ra bên ngoài mình vui chơi và hóng mát. Khu vực này thì mình cũng có thể để một cái bộ bàn mini ở phía bên ngoài mình vui chơi cũng như trồng cây thì rất là thoáng mát. Và mỗi phòng ngủ căn nhà mình thì được thiết kế rất là rộng và đều có cửa sổ để mở ra bên ngoài, rất là thoáng và rất là mát. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình thì được sử dụng bằng chất liệu gỗ gỗ cam xe rất là đẹp. Sàn nhà mình cũng được lót gỗ, và bên trong không gian phòng ngủ thì khá là rộng, được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Mình sẽ có giường ha, rộng lên đến 2 m, bàn làm việc, cửa đi ra ban công phía trước của căn nhà, được các chị nhà trồng mình những cái bảng cây xanh ở phía trước và nhìn rất là đẹp, như cửa sổ mở ra khu vực khoảng bên hông của căn nhà. Đây là một căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp, và là căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá, cho nên khách hàng đang xem video cảm thấy căn này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Một căn nhà biệt thự phố nằm tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và sát bên là chợ An Nhơn cũng như khu chợ căn cứ 26 thuộc phường 6 quận Gò Vấp. Và khu vực ở lầu 1 này thì mình sẽ được thiết kế có tới 3 phòng ngủ, và phòng ngủ căn nhà mình thì cũng được anh chị nhà thiết kế full nội thất rất là rộng. Và ngoài 5 phòng ngủ ra thì mình có những cái phòng
làm việc cũng như phòng thờ, phòng karaoke rất là rộng. Đây là không gian phòng ngủ của căn nhà. Với phòng ngủ căn nhà mình được thiết kế rất là rộng và tặng kèm full nội thất. Và đặc biệt căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại rất là đẹp, mẫu nhà mới nhất năm 2022. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, rất là thuận tiện. Sổ hồng cầm tay. Với không gian phòng ngủ phía sau thì toàn bộ đều mình đều có cửa sổ để mở ra cái khoảng sân. Khoảng sân ở phía sau thì rộng lên đến 2 mét và được cái chủ nhà thiết kế dài đến 7 mét rưỡi, cho nên là rất là rộng mà để mình lấy gió vào, ánh sáng vào bên trong căn nhà, rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 cho đến với không gian phòng ngủ số 5 cũng như phòng karaoke, phòng làm việc số 6 và phòng thờ số 7. Đây là khu vực phía bên trên sân thượng căn nhà, mình cũng có một cái khu vực ở sảnh tầng lầu để mình vui chơi và hóng mát, để chủ nhà đóng cho mình những cái kệ để mình để sách vở như phòng ngủ số 5 của căn nhà. Căn nhà mình được thiết kế có 5 phòng ngủ chính đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Cho nên khi quý nhà mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị chủ nhà để lại hết chủ nhà. Với một căn nhà mới được xây dựng cũng như nội thất tặng kèm toàn bộ là nội thất mới mà 100%. Khu vực không gian phòng vệ sinh. Đây là khu vực không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 5 căn nhà, và mình sẽ có một cái khoảng sân. Khoảng sân này rất là rộng để mình có thể là vui chơi cũng hóng mát. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế có cả sân trước, sân sau và sân bên hông, cho nên rất là thoáng và rất là mát để khách hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà vừa để ở mở văn phòng công ty cũng như mình có nhu cầu trồng cây nuôi chim thì căn nhà này rất là đẹp cũng như rất là phù hợp với lại gia đình mình. Đây là khu vực không gian phòng đọc sách cũng như phòng karaoke, rất là tuyệt vời, được anh chị nhà đóng cho mình những cái kệ để sách vở hoặc là phòng làm việc. Có một cốc cái bàn rất là rộng, và phía trước là khu vực không gian phòng thờ, có một cái phòng thờ rất là rộng, được anh chị nhà bắn sẵn cho mình một cái kệ để mình thờ cúng ở phía bên trên sân thượng. Toàn bộ phòng bên trong căn nhà mình thì được anh chị nhà ốp gạch ốp ốp gỗ rất là sang trọng và với nội thất rất là cao cấp, và chỉ với giá 16 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì khách hàng hãy nhanh tay để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem. Một căn nhà đang được các chị chủ nhà giảm giá lên đến tận 2 tỷ này. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và tặng kèm full nội thất. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.